quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Chúc cho các cô chú anh chị đang xem video thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hiện tại là Nhi đang có mặt ở trên rẫy. Ủa anh Mến làm gì mà bắp nhiều dữ em Mến? Bắp để cho gà hả? Bắp nếp hả? À. Rồi anh có xay, anh có giã không? Không, để nguyên luôn. Để nguyên mà nó ăn được luôn hả? Mấy giờ lớn nó ăn được. Nó ăn mỗi từ từ, đập nó ăn từ từ. Còn ở đây anh chưa lễ hết hả? Chưa, cái đó đập chứ lễ gì. Đập là sao? Lấy cây của cái bao lại quết. Chứ không phải ngồi lễ vậy hả? Không, ngồi lễ biết nào. Mến xin chào tất cả bà con nha. Chúc cho bà con buổi sáng thật là an lành trong cuộc sống. Sáng nay ngủ, hôm tối qua thì mấy anh em ngủ lại trên rẫy. Sáng nay thức dậy trên thức dậy ở một nơi xa. Rất là thoải mái luôn, không khí nhẹ nhàng. Không có bị hối hả tóc bọc ơi, sáng nay dậy ăn sáng cái gì đây? Thì ra mình lên trên rẫy á. Bây giờ ăn sáng gì hả? Đi cắt bông bưởi nè, bí nè, cắt bí vô mình làm món ăn sáng. Đúng rồi. Bông bí là mình có thể là mình nấu mì được nè, hoặc là mình xào, mình nấu canh, nhúng lẩu. Nói chung là bông bí mình làm cái gì cũng ngon hết. Nếu mà mình ở dưới nhà thì sáng mình sẽ nghĩ là sáng nay ăn bún bò hay là phở bò hay là bánh canh hay là gì đây. Còn ở trên rẫy á, là nếu mà mình muốn ăn những cái món đó là mình phải lội bộ qua suối rồi mình phải đi một đoạn rất là xa. Cho nên là thường ở trên rẫy là rất là dễ luôn. Sáng ngủ dậy hả? Coi ra trong vườn có gì bứt vô ăn. Còn không thì chế mì, không thì nấu cơm lên rồi dọc nè. Thậm chí là lụp cung gà cũng được nữa. Lên, nói chung là lên ở dưới thị trấn thì còn có phở, bún, đúng rồi, có nhiều sự lựa chọn á. Còn ở trên này á, chỉ có một lựa chọn duy nhất là ăn mì. Chứ ở đây là không có bán đồ ăn buổi sáng nha bà con. Tình hình là ngày mai là thứ hai. Thứ hai thì ở dưới nhà Nhi á, có một cái đám giỗ em trai. Là cảm ơn anh mới xuống dự nữa. Hoành tráng lắm, cả nhà đãi tới mấy chục bàn lần. Ghê vậy. Nói giỡn chứ hồi giờ đám giỗ thì chỉ có ăn ngồi trải ra đi dưới đất không à. Chứ ở em ít khi mà mời khách theo bàn lắm. Anh thì cũng mấy năm mày cha, anh là 4 năm về là không có về cái ngày kỷ cơm của cha, thì năm nay anh về. Với lại thì chắc có lẽ thì Mến sẽ về trước tim của Thép và Nhi để Mến sắp xếp công chuyện trong nhà. Lâu quá rồi Mến không có về, với lại thì kêu bây giờ chỉ có em dâu thôi, nên là Mến kêu nhỏ em Út này về hỗ trợ để dọn dẹp nhà rồi mua đồ, rồi Mến về sẽ cùng anh em chung tay để làm, để vài món, để nói chung là ngày kỳ cơm của cha của Mến. Hôm nay Mến phải quyết định phải về nhà. Ngày hôm nay là thứ chủ nhật rồi, ngày mai là thứ hai. Thứ hai là anh Mến sẽ xuống dưới đó, xuống dưới bằng. Thì hôm nay là mấy anh em sẽ tranh thủ mình cắt thu hoạch hết mấy cái rau củ này ở trong rẫy mình nè. Chứ để anh Mến về dưới rồi anh Mến đi miền Tây nữa. Nhi, bây giờ Nhi cắt trái đi, anh cắt bông nha. Dạ, em cắt trái hả? Bây giờ trái non cũng cắt luôn nha anh. Cắt hết đi. Cắt luôn mình trái, để trái nào ăn được á, mình nhắm ăn được rồi cứ cắt. Đây. Còn trái nào mà thấy còn nhỏ quá thì cứ để. Mình thấy lùm lùm vậy thôi chứ mà mấy cái trái này nó nằm ở dưới dưới lá nha, lá nó to quá. Anh sao lá nó bự dữ anh? Tại vì nó tốt mà. Cái lá nó bự hơn cái mặt mình luôn này cả nhà. Biết sao nó to như thế không? Thứ nhất là nó tốt, thứ hai á anh gãy phân thêm là phân chuồng á, phân con gà. Dạ. Là nó sung lắm. Mà cái lá này có ăn được không anh? Lá hả? Dạ. Đọt ăn được á. Đây nè cả nhà. Trái bí. Cái đọt ăn được. Bí non, bí xanh. Bí non. Cái vỏ nó mỏng lắm chứ không phải là giống như bí vàng là vỏ nó cứng đâu. Mến tưởng đâu là những trái bí này Nhi lên nãy già ai ngờ còn nó nghèo à. Đây nè, con trái trong này trái cũng bự lắm nè. Cho Nhi cắt hết thử rồi được bao nhiêu trái để Nhi coi trong đây. Đây nè trái. Trái này cũng to lắm nè. Mà quên á, Mến có trái rồi, Mến lót ba cái gom hết rồi nên Nhi dễ biết lắm. Vậy là em cứ tìm vô chỗ ổ gom hả? Đúng rồi. Ngay kiếm ngay ổ gom mà cắt. Đây. Bí vườn nha. Siêu sạch. Siêu sạch. Từ không, Nhi không nghĩ là từ một cái mấy cái hộp bí mà Nhi quăng đại xuống mà nó lại lên được những trái bí để mình có thể ăn được. Anh đang mua đồ về, anh để anh làm cái trồng rau nữa. Nhưng mà mua cái gì thì chắc có lẽ thì
video sau á bà con mến mới tiết lộ. Trái đây còn hơi nhỏ mà cắt luôn. Cắt cắt đi. Trái đó nhìn thấy nó cũng cắt được rồi đó. Đây. Bông bí này ở dưới quê mến á, nếu mà người nào mua về để nhúng lẩu này kia đắt lắm. Nói chung là làm lẩu mà bông bí mà đãi chừng 20 bàn là thấy mệt rồi đó. Đố anh mới em cắt được mấy trái? À, chị... quá nhiều quá cả nhà ơi. Thì cứ cắt đi. Nhiều quá anh mới, anh có để dành không? Không không, cắt hết đi. Chứ em cắt hết mà em thấy phí quá, uổng quá à. Cắt hết mình có gì mình đem về dư. Đây này cả nhà, mới sơ sơ mà đầy rổ rồi cũng được 2 4 6 7 trái rồi, trong đây nữa. Còn mấy chiếc bí nhỏ nhỏ đâu mà. Đây, thì em đang cắt cái bí nhỏ này. Trái đó mà nhỏ gì? Rồi. Nhi nói là Nhi hôm Nhi đã cắt cái video trước, Nhi đã cắt cái trái bí bự nhất rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thật chắc Nhi chưa biết cái trái bí bự nằm đâu. Vậy hả? Còn trái bự hơn nữa hả? Trái bự hơn hả? Kiếm đi. Hết bụi rồi. Đây, bên đây còn trái nữa này. Thấy sao? Quay. Nó là to nhất luôn đó. Trái đây hả? Ờ. Đúng rồi, trái đây bự hơn trái hồi tối á. Trái đó là to nhất luôn á. Đây. Đây nhất vườn luôn. Lát nữa mình còn cắt khổ qua nữa nhưng mà bây giờ đầy rổ luôn rồi. Khổ qua cắt hết luôn. Anh nhìn sơ sơ thử em cắt đủ chưa anh? Chắc hết rồi đó. Cái nào mà lót gom là anh có là cái chỗ đó có trái. Chắc hết rồi đó. Cũng mười mấy trái á. Thì ở đây trong đây có chục trái chứ mấy. 1 dây, 2 dây, 3 dây, 4 dây, 5 dây, 6 dây, 7 dây. Chục trái á. 7 dây phải ăn từ trên 15-16 trái. Nhưng mà nói ra mới có chuyến đầu là mười mấy trái rồi. Chứ hôm qua giờ mình cắt nữa chi. Ờ quên nó mến ăn trước 2 trái nữa. Còn trái không đó nữa hả? Đi đi. Ừ. Bí này là nói chung là trên rẫy mình có hai món là Nhi rất là thích, ăn ngày nào ăn cũng được. Đó là món bí với lại khổ qua. Đó, hai món trái mà mình rất là thích. Đây còn trái nè. Đã ha. Bởi vì cắt sót sót cái này là nó ưa lắm. Cắt là phải cắt cho nó hết để cho. Ở trong rẫy em hôm nay toàn bí xanh. Gì đó. Anh không thuộc cái bài anh đó. Anh gì có tò mồi ngon thì mời anh vào nhậu gì đó, quên cái bài đó rồi. Dưới chỗ em hôm nay tò mồi ngon. Anh có nhậu xin mời anh vào đây hả? Cái đó quá là... trời luôn rồi nàng. Cái đó là bản con cá lóc mà. Dạ đúng rồi, em muốn đào lại anh. Đảo lại hả? Đào lại á. Ờ. Wow, bông bí bữa chắc nay. Là bây giờ mình đem vô rồi mình ra mình hái khổ qua tiếp anh. Ờ đúng rồi. Chứ bỏ trong gỗ đó đâu có hết để đâu. Chờ anh mến ảnh thu qua bông bí thôi luôn để mình xem thử được nhiều không. Bông xem. Bí rồi đọt bí luôn. Không mấy cái đọt. Có khi nào nó có trái á mình hái ngắt đọt. Dạ. Chứ nó mới ra nụ mà chưa biết cái trái nó có đậu hay không mà mình ngắt đọt cái là bỏ luôn. Bông bí này bữa trước anh mới đem về nhà Nhi đã thử ăn một lần rồi. Nó giòn quá đó. Nó ăn cái bông của nó ngon lắm. Nó giòn, bùi bùi giòn. Sao anh? Đúng rồi, nó ăn giòn giòn và nó ngọt lắm. Ừ, nó ngọt, đúng là bao ngọt luôn á. Anh đang trồng một loại rau cũng là ăn bông. Ngọt hơn này rất nhiều. Bông thiên lý hả? Ừ, đắt giá. Ủa bông thiên lý miền Tây mới trồng chứ ta? Nhưng mà anh sẽ trồng ở đây. Lên đây trồng thử như thế nào? Nếu được á, bông thiên lý á, mình trồng á là có tiền lắm luôn á. Vậy hả? Bông thiên lý thì em chỉ được ăn một lần hồi đám cưới bạn em ở dưới miền Tây á, làm nhúng lẩu anh. Nhúng lẩu nè, xào bò nè, rồi nói chung là bông thiên lý là cũng như là bông bí vậy thôi. Nhưng mà bông đó hình như nhiều sâu lắm phải không anh? Không, không có sâu gì đâu. Đúng mà em ngồi đó em lặt em rửa thì mấy cô nói là phải tách ra coi. Bông thiên lý đâu có tách. Cái bông màu trắng trắng gì nè. Bông màu trắng, nó màu trắng đúng không? Đúng rồi. Xong nó ụp lại với nhau vậy.
bông tí 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 à? Bông sơ đũa. Ồ vậy hả, lộn vậy, bông vậy đó. Là bông sơ đũa rồi, bông thiên lý chưa biết rồi. Còn còn muốn biết nó lên mạng gõ bông thiên lý là nó sẽ nhảy ra liền. Ở dưới anh làm đám mua bông thiên lý về xào xào bò á. Yeah. Bò này người ta làm ưa làm bò né. Tại vì vừa vừa ăn cái vừa né, người ta kêu bò né luôn. Dạ. Yeah. Ở miền Tây đãi đám giỗ lớn lắm. Hay là đãi đám tiệc gì cũng lớn lắm, mời nói chung là làm đầy đủ món nha, phải có khoai vị, có món chính rồi món la ghi la xét tráng miệng đồ nữa. Chung còn... là như là mình làm chủ yếu là mới làm đơn giản lắm. Ừ. Chỉ là ba món thôi. Xào kho xào như là thịt xào hay gì đó, rồi xong là thịt kho với lại là món lẩu. Vì nhưng mà đặc trị là năm nào mến cũng kêu điện về nhà kêu mọi người là mua một con cá lóc để nướng chui với lại là dầm một chén muối me. Me hả? Tại muối ớt nữa chứ. Là lúc cha mến còn còn sống á, là cha mến mê ăn cái đó lắm. Bí này bữa như theo cho chị bán bao nhiêu ký thì qua là 10.000 ký hay sao, nhưng mà bí vàng. Ừ. Bí vàng vỏ nó cứng lắm. Mà biết đây cái giống của nó vỏ nó mềm lắm, cả nhà mình có thể ăn vỏ được luôn á. Nó còn non heo má. Nhưng mà nó già vỏ nó vẫn mềm. Ờ. Đợt trước em cắt đó. Bí đó nó còn non lắm á. Còn non mình để ruột mình nấu luôn cũng được, mình khỏi cần cạo ruột. Đúng rồi. Cái đó mình đâu có cần mấy ruột đâu. Cũng được 2 nè, 4 nè. 5 2 4 5 6 7 8 9 10 trái. Được mấy trái nhỏ với lại mấy trái bự. Mấy trái giống xong mấy... chưa? Xong cái này. Mấy giống mấy trái hồ lô quá ha. Dạ, bí hồ lô. Bây giờ chắc là lát nữa mình bỏ vô vỏ đi. Ừ. Lát nữa mình đem về dưới nhà luôn. Hổ qua nhỏ bây giờ mình sắc ra mình nấu canh gì đó, còn cũng phải quay bự bự ra mình đem về dưới. Bên nó có trái không anh? Nó mới ra nụ à. Mới ra nụ hả? Đây cái này là chính thức nghi quăng nè. Đó. Gà bơ còn một giây sót cuối cùng lại. Nhưng mà nó tốt lắm. Chỗ nào gà bơ mà sống lại là tốt, các cực kỳ tốt luôn. Bởi vì người ta nói là ăn cái nào trồng cái đó. Ăn bí trội hột nó lên. Anh ơi, em mới đi hái bí này nhiều lắm nè anh. Ừ. Quá chân luôn, để trong vỏ này để lát nữa mình phát về mình vui bớt. Ở nhà cô ấy của anh Mến có trồng vườn không anh Mến? Không. Em tưởng nó ở trên nó ai cũng trồng vườn chứ. Rồi bây giờ mình sẽ sẵn đây mình thu hoạch một ít khổ qua luôn nha. Hôm qua mình bọc trái hết. Để cho... Ui, trái khổ qua đẹp, đẹp ghê á. Bọc trong bị này đẹp ghê á. Trái nhỏ để lại hay sao? Mấy trái này cắt hết đi. Còn mấy trái nhỏ, ý là mấy trái nhỏ này em để lại ha. Mấy trái này hả? À? Cắt luôn đi, chừng 4 ngày nữa nó là bự rồi. Bự không có mình ở đây nó già hả? Ừ. Cắt chị, đi rồi mình... Bây giờ anh dâm cái khác đi, cái này sắp tàn rồi nè. Đừng lo, anh đun dây lên. Không, một tháng nữa chưa tàn nữa. Một tháng nữa chưa tàn. Anh đảm bảo luôn. Tại vì phân cái xài phân hữu cơ này á, là nó ăn bền hơn cái phân hóa học. Cái sức khỏe của nó, nói chung là nó mạnh hơn. Bây giờ anh cho em cắt hết luôn đúng không? Ừ, cắt hết đi. Nhỏ. Em không có nương tay đâu đó. Ừ, nhỏ nhỏ này cắt hết đi. Chắc cho nó cho trái nó tuôn lại. Nhỏ nhỏ thì mình ra mình chắc ăn nguyên hộp luôn. Ừ, đâu còn lựa hộp đâu. Ừ. Ủa trái đây sao nó xấu dữ ta? Tại nó không được đẹp. Có mấy trái bọc trong đây đẹp lắm. Nói chung mấy trái nó không được đẹp thì nó sẽ xấu thôi. Trái nhỏ xíu à. Nhỏ quá mình không
Ngày nào nói chung là ngày nào mến cũng ăn hai trái, như là buổi trưa mến bẻ hai trái, buổi bây chiều giờ mình bẻ hái một ít đọt đi à. Ừ, hái đọt luôn. Ừ, mình có cái món gì mà làm đọt, món đọt không ta? Đọt hú qua. Đọt hú qua nấu canh hả? Ừ. Hay là gì? Nấu cháo gà đọt hú qua. Nấu cháo gà bây giờ ăn sáng mà. À, nhanh mà, nấu cơm điện nhanh lắm. Trong vòng 1 tiếng rưỡi là có cháo liền. Cái nồi cơm điện đó công nhận điện lợi thiệt. Bây ui, giờ thấy vậy mà cũng nhiều nha anh mến. Ờ, à, nhưng bây giờ thấy không, nó có trái từ gốc đến ngọn luôn rồi nè. Ở dưới gốc này nó bung gọt ra, bây giờ nó có trái luôn rồi thấy không? Dạ. Yeah. Bớt hết luôn. Bớt hết đi cho anh đi. Giờ ít bữa nữa đi xuống dưới đó để nó già hết. Hết chưa ta? Đây. Nè, mấy cái này đọt lên mập phải không? Ở dưới gốc mà lên lợi nè. Còn nữa anh đôn mà anh cắt mấy dây này bỏ nè, mấy dây cái này nè. Là nó tự đôn lên nè. Nhưng mà đôn lên thì trái nó nhỏ hơn. Nhưng mà nó vẫn còn ăn được. Khi nào cái vàng bên kia có trái rồi cái anh mới cắt bỏ, nhổ bỏ cái này. Anh mới trồng lại. Đã quá ha cả nhà. Nói chung là ăn là cho nó theo theo theo, theo hoài luôn. Không cho nó dứt. Nhớ ngày nào mình lên rẫy mình ăn toàn là rau chay. Còn ngày nay thì mình đã có trái rồi. Mấy trái đó cắt luôn đó gì? 3-4 ngày sau nó bự lên rồi. Bên đây nữa, nó leo ra tới cây bưởi luôn. Nó leo lên cây bưởi hết à. Rồi còn trái nữa đây nữa. Xong. Cắt luôn nha. Em thấy nó nhỏ quá. Cắt đi. Nhỏ quá nên tiếc á. Tiếc thì tới về rồi sao? Cứ cắt đi. Cứ cắt đi rồi. Ừ. Đừng ngại ngùng gì hết rồi. Ừ, tại vì nó đu cái nó dính vô đó nó bám, kệ cho nó chết luôn. Mọ gì nó có ăn cây có lá đó, cây con nó hổm nó ăn cái đọt sầu riêng đó anh chụp hình lại nó đó. Ôi, còn cái trái này sao cắt đây ta? Con bọ. Sao anh? Còn trái trên cao kìa. Để anh đi lấy ghế. Trời ơi, nghĩ sao nó đu lên cái bưởi luôn. Thì đó. Để anh đi lấy ghế. Nó ăn hết vàng rồi nó leo qua cây bưởi luôn. Con trái này đây chị cho cô chú anh chị xem. Đúng bên đây này mình thấy nè. Đó nó trèo lên cây bưởi rồi. Thấy không ta? Coi. Ôi. Vậy bây giờ là sáng nay mình nấu canh khổ qua hay nấu canh bí? Cái nào cũng được. Vậy ăn cái nhỏ hay trái to? Cái nhỏ trước đi. Vậy nên trái to dình dưới ha. Ừ. Mấy trái này xấu quá nè. Mình ăn mấy trái xấu đi. Mình ăn trái nhỏ để cái bự đem về dưới để nó tái mà lớn lớn không à. Đặt chắc ra cho nhỏ mình ăn hết à. Trái bự không hả? Ý là mình đem về dưới mình nói trời ơi trên vườn mình trái bự không. Trái nhỏ ăn ngon, trái non ăn béo. Giờ mình lấy cái này mình nấu á. Đây mẹ. Còn bông bí này anh làm sao? Anh làm cái gì? Mình hay là xào. Xào chung luôn ha. Không xào riêng chứ. Tại hôm qua nó có gì hơi cái hậu đắng rồi mình xào chung cái nó đâu cái bông bí nó lạc liền. Thì bây giờ khổ qua là mình nấu canh, còn bông bí là mình xào. Đúng. Gà hồi tối thì mình hâm lại mình ăn thôi. Quyết định vậy đi. Cái này cũng sạch lắm cả nhà, tại vì mấy bữa giờ trời cũng mưa, với lại bọc nữa. Cho nên là đâu có cắt đất cát gì nhiều đâu. Nó có xịt thuốc đâu mà không sạch. Mình rửa cho nó có hình thức rửa thôi. Nhiều khi mới cắt vô là nấu canh luôn á. Ừ. Không cần phải rửa đâu, tại vì cái này là không có xịt thuốc. Với lại nó trái là vừa ra nhỏ nhỏ là mến sẽ bao lại hết rồi nên là đâu có con sâu con bọ gì nó vô được đâu. Nếu mình để ngoài nhầm khi á, sợ là con bướm bướm này kia nó bám vô á, thì mình ăn mình bị ho hoặc là những cái
vấn đề khác, còn cái này là mình đã bao lại từ nhỏ. Ăn cái này ngon nhưng mà hơi cực nha. Đúng rồi, ngọt tước nữa, phải nó cực thôi. Ôi trời, trời ơi, mấy trái đó để lát nữa em ra em quay cận cho khán giả xem mà anh ấy em bể hết rồi. Mấy trái to nhất vườn ở cả nhà, mấy trái bưởi to nhất vườn như này. Nặng không anh? Rồi, hơn 2 kg luôn. Mà anh bẻ luôn cuốn luôn rồi. Để cuốn cho nó đẹp chứ. Đi, đi vô nấu cơm sáng ăn thôi. Mình giao vô. Bẻ 2 trái bự rồi đúng không? Bẻ 2 trái bự không. Anh thấy bẻ trái bự nhất rồi anh. Anh gỡ ra đó, gỡ ra hôm qua đó. Bây giờ mình cắt khổ qua để lát nữa nấu canh nha. Trái này hơi già nè. Cái nào già lấy lấy hột. Lấy hột ra. Lấy hột để gieo tiếp. Không, hột đó chưa gieo. Anh có để giống rồi. Anh để giống cái 2 trái lận mà. Biết, em cứ rải xuống như đi. Rải xuống nó bò nó cũng không có đeo được nên là nó không có tốt đâu. Giống như mấy vàng bên kia kìa. Nó ra nhiều trái nữa chứ. Nó không được tốt. Xem thấy ăn khổ qua đây nó khác khổ qua ngoài chợ nha. Nó nhiều nước hơn. Đây. Phải không ta? Không, nó 2 giống mà. Con phân biệt đây. Đây là lựu hũ qua thường của mình. Ở thường đây là này. Mình ăn. Còn cái hũ qua này là hũ qua cái màu xanh nó sẽ đậm hơn. Nếu mà tới nó già là cái này nè, nó trắng thon luôn. Hũ qua nó vẫn còn, nó cái màu xanh này suốt luôn. Nó sẽ không cái mắt, cái màu. Lúc nãy giờ Nhi với anh Thép có một cuộc tranh luận khá là gay gắt xảy ra. Đó là thu hoạch bưởi. Ở bên đây có một cây bưởi, trên cây bưởi có một ổ chim này cả nhà. Không thấy đâu, không biết là nó đang có đẻ ở trong đó không nữa. Hôm bữa trước là anh ổ nó nằm ở trên phía này, ở cái bụi này. Xong bây giờ nó rớt cái ổ xuống ngay cái này. Nó bay rồi ha anh? Còn cái ổ không mà. Nghĩ sao chim nó làm tổ ngay trước cửa nhà luôn. Cắt lành thì chim đậu. Còn mắp ra chuồng nó gặm hay sao mà hột đâu hết rồi anh? Rồi ăn sáng thôi cả nhà ơi. Bây giờ là ăn trưa rồi. Mình còn múc trứng cút ra cho. Múc trứng cút nữa hả? Múc trứng cút chứ. Thép mới làm cái nó cái kiểu tóc mới nè. Cái tóc kỳ bỏ à, lên cho cái nhà xem. Chặt chặt không anh? Ừ, cái này nhiều tinh dầu quá mới bạch ra là đã thấy the the rồi. Đây là tóc. Tóc chị hai mái. Còn tóc này hôm qua em đã thưa. Mị mới ngồi xấu quá. Được. Ngồi qua nó xấu. Cay quá. Mát đầu ghê anh. Ủa đầu đổ lên mát đầu lắm nha. Được tinh tế của thiên nhiên. Trứng cút kho. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Canh, gà sầm mai. Giới thiệu với cả nhà, hôm nay là chúng ta sẽ có thực đơn hôm nay là có trứng cút kho từ ngày hôm qua. Gà kho măng cũng vậy. Bát cơm gì mới bọt. Để giới thiệu món ăn mà, đang giới thiệu món ăn. Gà kho măng rồi khổ qua rừng, á à, lộn khổ qua chinh rẫy. Nấu canh. Bông bí xào tỏi. Mì tôm. Rồi, ăn mì tôm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha, ăn cơm sáng nha. Mình xin mời tất cả bà con nha. Sao xin mời tất cả bà con nha. Ăn bông bí thử anh, ngon lắm anh. Bông bí ngọt ơi là ngọt luôn. Bông bí anh không có nêm nữa nhờ. Không có nêm hả? Ừ. Trời ạ. Chấm vô. Chấm nước mắm hả? Đúng rồi. Mời cả nhà nha, một cọng bông bí. Giòn lắm. Cũng giòn mà ngọt đúng không? Ừ. Thôi là. Anh nói anh không có nếm mà. Chấm nước mắm nữa hả? Ừ. Cái nào nêm mà nói nêm liền hả? Ăn xong là tiếp mục chúng ta sẽ tiếp tục đi thu bưởi.
tay giới thiệu với cả nhà bưởi ngày hôm qua là mấy anh em đã thu được một ít. Chắc cũng được tạ rồi đó. Cái này là chỉ là có mới mấy cây thôi. Hai là quế hả? Ở hai tiếp. Bữa nay xe hai tiếp đầy xe cũng thép thôi. Không có ăn nhưng thật là hết. Ủa vậy là bây giờ bưởi mình chỉ bán online ha? Ừ. Nếu mà nhiều quá thì mình sẽ đem ra chợ bán thêm. Còn đợt trước sầu riêng tụi mình ít quá nên là tụi mình không có đủ để mình bán. Mà tất cả bà con nghe, cái này là trứng cút kho. Tại vì trứng gà kho, trứng vịt kho ăn rất ngán, bây giờ mới đổi lại trứng cút kho. Gà nắp mấy ngày nữa anh? Không biết nữa. Vậy anh để nó là vậy luôn hả? Chở gì vậy? Xong tiếp. Khi nào nó nở thôi. Chở vô dưới nhà hả? Ừ. Chứ ở đây nếu mà nó nở ra nó để trong đó thì cái lấy gì nó ăn. Không. Dạ, có con nào dẫn không? Hay là anh dẫn ở đây luôn? Không. Để cho nó trong lòng luôn. Anh mới dẫn mà. Anh sẽ tập nó. Bư lấy cây bư rồi. Ừ. Anh tập như cái thớ gà á. Giống như gà mẹ vậy đó. Bương mùa nó làm. Bương mùa quá. Rồi mới phải kêu tục tắc nữa. An toàn cho người sử dụng. Đẹp ha. Cái này nó không được đẹp đâu em. Phải rửa lại. Nó tròn. Một em về em rửa cái lớp lấy nước. Rửa cái lớp này lại nó mới đẹp nha cả nhà. Ừ. Vậy mình chịu khó mình rửa cho nó sạch. Hồi nãy giờ có mấy bạn mua hàng của Thép Thép cảm ơn nha. Có luôn hả? Ừ. Là chìm, anh là... bây giờ lát nữa mình để lại đấu giá cái bộ tóc mình không? Trang Lê nhắn tin anh Thép, nhắn tin thấy không ghép buồn ghê. Từ từ anh ghép. Nhiều người nhắn tin nó chồng chồng lên nhau á, nhiều khi anh không thấy á. Em đừng có buồn nha Trang. Anh hỏi em Trang không? À em Trang, em đừng có buồn anh nha. Từ từ, cứ từ từ bình tĩnh đi chứ. Em xem thử. Trang đó là Trang Lê, còn Trang này là Trang quay phim. Trang này Trang Farm cả nhà. Em gái của Thép đi học mới về, nó cũng tên Trang luôn nhưng mà tên là Phan Thu Trang. Phan Thu Trang là họ và tên trong giấy tờ, ở ngoài hay gọi là Trang Hồ Nách. Nhưng mà từ ngày em Trang xài cái sản phẩm thuốc trị Hồ Nách này từ cú đấm sắt, giờ em Trang đã không còn, đã khác rồi, đã khác xưa rồi, không còn cái biệt danh là Trang Hồ Nách nữa, bây giờ là Trang Cameraman, thấy không? Bởi vì bạn nào mà đang bị cái alo dây thép quất chai và liền, thấy không? Ừ. Có cơ hội mình giao nhập tem cú đấm thép luôn. Giờ đi hái bưởi nha cả nhà. Đi. Bây giờ thì Nhi với anh Thép đi hái bưởi nha. Anh Thép tranh thủ nói chuyện với lại khán giả trên nền tảng xã hội TikTok. Giờ Thép đi hái bưởi nha. Anh trai ơi, em bị viêm lỗ chân lông. Á à, anh, cái viêm lỗ chân lông này mình không biết. Mình đâu có thuốc trị viêm lỗ chân lông đâu. Ừ. Mình chỉ có thuốc trị bệnh ngoài da, rồi ví dụ như viêm da cơ địa rồi hay là bị thổ đĩ chàm đó. Ừ. Hay là bệnh vẩy nến rồi. Chứ viêm lỗ chân lông mình không có thuốc nha. Đây bây giờ để em đi với anh Mến ra hai bữa nha. Hôm nay cả nhà thấy Nhi với anh Thép có bộ tóc mới như thế nào. Anh ơi có 80k mạng Viettel, đăng ký gói nào ổn nhất? Cái này em bấm 191, em gọi hỏi tổng đài nha em nha. Hay xem anh với Phương Dừa, cảm ơn em nha. Trang gì đấy? Trang giận nghỉ quay luôn. Không có, còn quay. Còn Trang quay. Còn quay nha cả nhà. Sao giận còn được? Quay nha. Viêm da cơ địa 4 tuổi trị được không anh? Nói chung là mấy bị ngồi da nó khó trị lắm cả nhà. Lấy cái nón là anh nói chuyện với khán giả. Để khán giả hình dung được. Cái những cái bệnh ngồi da nha. Nhìn nó đơn giản vậy thôi. Chứ nhiều khi á. Nhiều khi là bây mình thấy nó chỉ là một vết thương nhỏ nhỏ nhỏ. Nó bị nắm đồ này kia thôi nhưng mà thật ra đây. Nó khó trị lắm. Ôi, mới đây mà đầy một giỏ rồi nè cả nhà.
Nhưng mà nói về trị bệnh ngoài da nó khó. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái đồ ổ mình mang vô đi. Như ra vườn như bị sợ bị kiến cắn. Nhưng mà thật sự mình nói là mình xài rất là nhiều thuốc. Đi đâu cũng vậy, bữa trước như với anh Thép đi ra. Ôi nóng quá. Đi Nha Trang á. Bữa trước anh với anh Thép đi ra Nha Trang cũng cầm theo sản phẩm, rồi tối về hai vợ chồng ở khách sạn để cũng livestream chia sẻ các sản phẩm. Với lại tự nhiên mình tương tác được với khán giả trực tiếp á, cái mình bị ghiền, kiểu khán giả nói xong mình trả lời, nói xong mình trả lời á. Nãy giờ cắt được nhiều không anh? Được. Mấy con cây này là đầy gì? Trái này là mang chữ tài này. Bữa mình ép vô cái quả, cái khuôn tài để lọc. Để Tết mình có mình trưng. Một mặt thì tài, một mặt thì lộc. Hồi nãy giờ được mấy cây rồi anh? Mấy con cây á. Ủa anh không thu ấy vô luôn hả? Thu gì? Cái này này. Để mai anh thu nữa cũng cực. Đâu có, hồi gom sao? Làm tới đâu mình thu tới đó luôn. Chủ yếu là mình lấy bữa cho trước à. Lu ơi Lu, tới đây nựng cái đây luôn. Lu. Ông già mới có 3 tháng mấy tuổi mà nhìn râu ria. Tóc là bạc trắng rồi. Lúc kỳ lên đây. Con Lu này nó giỡn nhây lắm, ai mà giỡn với nó là nó cứ theo à. Giỡn nhây quá. Con cũng cọp, giống Phú Quốc. Giống Phú Quốc mà nó thân thiện lắm. Mà giữ nhà lắm nha. Sáng thấy rụt ở trên sàn nhà. Có ai mà bước xuống là nó sủa ngay. Ủa mấy cái đây bỏ hả anh? Lấy đó. Lấy hả? Ừ. Trái đây bụi giữ vườn nè. Đây là Nhi nghe cái bé kia nó chia sẻ cho mình. Chứ mình cũng không biết đâu nha. Nó có một cái đường lõm vô. Hoặc là một đường nhô ra. Thì nó sẽ gọi là bưởi giữ vườn. Thường những trái bưởi này nó sẽ ngon. Ui! Bỏ hả anh? Bỏ. Tưởng đôi trái lấy mà. Bỏ coi bột, xong chưa? Ui! Ui sao mấy cây này trái nhỏ dữ anh Mến? Đúng rồi, cây này đặt rồi trái nhiều quá nên tỉa nó chậm quá, giờ nó xuống sức. Ừ. Mình phải tỉa từ đầu. Hôm nay tranh thủ mình thu đến khoảng trưa xế xế mình về chứ sợ trời mưa. Mưa mình lộ qua suối nó cực. Nhi né Nhi ơi. Né thôi. Anh chụp không trúng là nó rớt xuống. Cả nhà thấy quang cảnh buổi trưa này thì thế nào? Không, mặc dù là nó cũng không có gió nhiều đâu, nhưng mà đứng gió. Nhưng mà như thấy cảm thấy không khí nó cũng không có quá gắt. Nói chung ở vườn thì nó sẽ mát hơn ở trong nhà nha. Dạ. Bỏ xuống bột. Có khi nào anh Thép trở thành đại sứ thương hiệu của cái sản phẩm trị hôi nách không? Mà sao đam mê? Trái này bỏ ra. Đam mê bán thuốc trị hồi nách chữ. Ngồi bữa này vô luôn. Mấy cái nào mà bỏ riêng. Bên đây có lấy không anh? Lấy chứ. Mấy cái đó rồi lấy đó. Đây. Trái nào mình cũng bao hết trơn á. Trên đây mình không xài thuốc cho nên rùi vàng nhiều lắm. Nó chích. Sợ nó chích. Ủa trái này vỏ xanh đẹp nè anh Mến nè. Đường trái vỏ đẹp nè. Ba trái này chắc đi qua bên mấy bên kia đây lấy rồi. Bấm mới được. Nó trồi ra vào vườn người khác hả anh? Nó trồm qua bản, cắt không được. Ui kiến. Nghĩ sao mà trái này mà đi ngậm
kiến không cắn thì cũng ổn. Sưng cái mỏ rồi này, hồi nãy anh Thiếp cứ ngậm trái bưởi á cả nhà. Hồi nãy Thiếp ăn livestream hai trái bưởi thắng ngậm. Con kiến nó bò lên. Nhóc nó chơi kìa. Bò lên mép. Cầm, không có chỗ cầm á, cầm cái điện thoại rồi tay cầm trái bưởi tay ngậm như cái mỏ, lát nữa kiến cắn cái phù mỏ luôn. Sưng đỏ đỏ lên rồi rồi. Bây giờ anh Thiếp có một cái ấp ủ mong muốn rằng là sẽ vì một Việt Nam không hôi nách. Thiếp lên TikTok, Thiếp livestream, Thiếp để cái tiêu đề là vì một Việt Nam không hôi nách. Nhiều người đọc tiêu đề mắc cười. Ê cái này chùi ra nè. Tính ra hôm bữa giờ anh lên TikTok anh bán được gần 400 chai hôi nách rồi. Wow, dữ vậy hả? Nhưng mà phản hồi rất tốt nha em nha. Ồ. Có người mua xài có 2 lần 3 lần à. Nhưng mà em sợ trên khán giả trên cơ trên TikTok này, tại TikTok là toàn là khán giả trẻ tuổi không mà anh. Thì trẻ mới bị hôi nách chứ em. Đúng rồi đó. Vậy thì á. Giai đoạn vậy thì là bị hôi nách nhiều lắm. Cái này cũng được à. Ok, trái này đẹp mà. Sáng nay sau khi ăn sáng xong á thì anh Thiếp livestream một chút lên TikTok để chia sẻ về cách trị hôi nách cho mấy bạn. Nhi với anh Mến rồi với lại Sơn với Trang nữa đi thu hoạch bưởi thì cũng được một ít dưới đây nè. Dưới để dưới trên nhà cũng một ít nữa. Nhưng mà trái có vẻ hơi nhỏ. Ừ, cái cây này trái hơi nhỏ, có 2 cây thôi đó. Tại sao mà người ta nói là hàng cơi và hàng gớt? Đó, nếu mà người ta mua xô thì người ta nhỏ lớn thì người ta sẽ mua một lượt hết. Là nó cái giá lấy cái giá hàng cơi với lại cái giá hàng giạt nó sẽ cưa đôi ra và nó sẽ là lấy hết. Hiểu rồi. Cắt từ nhỏ đến lớn hết. Còn này là mình tự bẻ. Còn mình là mình gửi cho khách hàng gửi tỉnh mình thì lấy loại 2 loại 1 thôi. Còn loại 3 là mình loại ngon thôi. Lấy loại ngon loại 2. To, trái to. Còn loại trái nhỏ, tuy trái nhỏ nó ngon nhưng mà về ngoại hình của nó trái nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Dạ quá, mình thứ nhất là để ăn, thứ hai là mình chắc là mình bán chợ lẻ rồi. Nếu mà gửi cho khách hàng tầm từng ký 2 trở lên. Đúng rồi, ký 2. Ký 2 trở lên là nó mới là bún bột. Vậy là mình về nhà mình rửa nó nha cả nhà. Nhìn nó vậy chứ, về nhà mà Thiếp rửa. Chà lấy nước, mấy cái nước bụi bẩn là hết. Chà rửa mấy con này nè. Rửa nói chung là những mấy con mò này nè. Xịt nước để cho con mò nó ra. Rửa nó ra hết đó. Là nó sẽ đẹp vậy. Chứ không phải là rửa ra cái da cám này nha. Da cám của nó rồi. Bưởi này da cám này cũng là da của nó rồi. Nên là không bao giờ ra nổi đâu. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ tiếp tục đi tranh thủ đi hái bưởi xong rồi về chứ sợ là chiều sẽ mưa. Mưa mình qua suối cực lắm. Nhi cũng xin phép kết thúc video ở đây luôn. Nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu còn mua bưởi thì nhắn tin với Nhi nha. Số Zalo của Nhi là 0346090899. Và Nhi sẽ ghim dưới màn hình luôn. Thì bà con nào mà kiếm cái số điện thoại của Nhi không gặp thì bà con nhắn xuống ngay cái phần mô tả. Đúng rồi. Thì trong cái phần mô tả đó thì Nhi sẽ để số điện thoại ở dưới đó. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người. Nhi xin chào cả nhà nha. Hiện tại trên kênh của hai vợ chồng Thiếp đang có 3 sản phẩm cần chia sẻ đến tất cả khán giả. Cái thứ nhất là chai dạ thảo liên trị hôi miệng, sâu răng và nhiệt miệng và viêm avidan và viêm họng nha cả nhà, với lại viêm tai giữa là chai dạ thảo liên. Cái thứ hai là thuốc trị hôi nách, ai mà bị hôi nách mà lâu năm không khỏi thì cứ liên hệ cho Thiếp nha. Và thứ ba là sản phẩm trị viêm son mãn tính. Đấy, 3 sản phẩm Thiếp cần chia sẻ đến tất cả mọi người. Rồi có bớt không anh? Bớt hay không xài rồi sẽ biết. Khán giả nào mà đang có trong mình 3 cái bệnh này thì hãy liên hệ Thiếp cho Thiếp tư vấn thôi nha. Còn mà bớt hay không thì chúng ta xài rồi sẽ biết nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.